kia đẹp chưa? Đây, bác núi đằng sau đẹp chưa này? Chúng hết cả chim. Giống sống như khủng long nhỉ. Lần đầu tiên mà đi được kiểu săn lúc bình minh nhỉ. Đi lần nào nó cũng kể giữa trưa mới lên nơi. Có một cái lần leo ở cái gì nhỉ? Leo cái gì? Lần đầu tiên đi ấy.